đóng cái cửa vào anh em ra cho anh em nghe lò. Sướng lắm, máy nghe phê. Anh trai xóm lò ơi, hiện tại là bên nếu mà anh muốn trả góp thì bọn em có thể liên hệ với lại bên thứ ba cho anh em. Một là anh em trả thẻ tín dụng, hai là qua cái gì nhỉ? Gọi là Home Credit FE. Home Credit. Đấy, bên một bên ngân hàng thứ ba anh em nhá. Rồi, anh trai xóm lò nhá. Rồi, điểm xấu duy nhất chiếc gym lùn. Do thời tiết thôi, anh em có thể xem này, anh quay ra luôn thời tiết ngoài trời đang mưa gió rất là to, mà anh em làm nghề thì hiểu rồi. Trời mà mưa gió thì cái việc sơn si gần như là sẽ bị đình trệ. Đấy, nên là quá trình không thể đảm bảo, chứ đúng ra bọn em đang làm dở. Còn một chút thôi, gọi là phây qua một phát nữa là bước một bước nữa là lên cho anh em được chiếc gym lùn coi như là hoàn thiện luôn. Đấy, thì thôi, em mộc thì em bán mộc 9 triệu, chưa phây chưa viết gì cả, chưa bao cái gì hết luôn. Với vào một túi đồ này anh em, ôi đẹp chưa? Được đấy, chân lan này. Đấy, đàn nó đều đó, Meyer mấy cả càng đều này mà, nhựa này, nhựa zin này anh em này. Đấy. Zin này, nên là em sơn lại thôi, không em không thay nhá. Giang Nam ạ. Kiếm này. Ô, ra máy này. Ôi cái ra máy con anh em ơi, ra máy này, yêu này, tem zin này. Đấy. Trông zin luôn nó bình bình thôi nhưng mà nó không phải dạng vừa đâu. Hàng em mở hàng giá từ lúc sớm đầu rồi, 9 triệu thôi. Anh em nào quan tâm thì liên hệ. Chân nan vành bánh sau thì vào rồi, nhưng mà vào cho nó chắc chắn. Đấy. Bô thì C100 Goxi cũng là bô lâu rồi. Đấy. Biển 99 Bắc Ninh. Cái tầm tiền nó hợp lý thì nhiều anh em cũng không quá cầu kỳ về biển đâu. Quan trọng nó chất. Tí nữa anh em nghe lại tiếng máy để thấy cái máy nó sướng. Nóc gầm thì chắc là có lỗi rồi. Đây cái nắp bình xăng vẫn còn này. Đấy, những cái xe mà chưa dọn thì các anh em nhìn thấy lỗi là có lỗi luôn. Mộc đẹp là nó đẹp luôn. Đấy, được. Hay cái nào gọi là mua kem đánh răng. Anh em mua kem đánh răng vào xong là đang làm dở, gọi là đang trong quá trình dọn dẹp đuôi nhựa này. Đấy. Rồi, con này 9 triệu. Có báo giá rồi. Kéo chở hàng. Đấy, công cụ, xe công cụ gọi là xe kiếm tiền về. Bên Hoàng Kiên em cũng đã được một thời sử dụng những cái chiến mã này làm chạy công cụ. Xem em hay bảo là một xe mà nó kiếm cho hàng, tức là cung cấp đồ về cho hàng mấy nghìn xe, hàng vạn xe thì anh em biết rồi, nó là cũng gọi là nồi đồng cối đá, muốn hỏng cũng khó. Nhiều khi là các anh em kỹ thuật bảo đợi nó hỏng để nghỉ hôm chạy hàng nhưng mà mãi chả thấy hỏng gì, bền đấy, bền bỉ hàng nồi đồng cối đá. Anh em nghe máy nhá, nhưng mà cái máy con này nó mới là ấn tượng. Anh em nghe lại một lần nữa, em để gần mic nhá, chú ý nghe tiếng máy này, đúng không ạ? Thì quá ấn tượng. Da máy nó đẹp, nhựa nó đều, nhũ nó đều, còn nhựa là còn, mất cái nhựa đầu này thay thôi này. Đấy, còn các nhựa yếm, nhựa dè, các thứ còn, nhũ nó đều, da máy còn, cái máy miễn chê. Đấy, quay đầu bò, anh quay cái đầu bò cho các bác nhìn, khô ráo, không có thấm đâu, quay đầu bò, khô ráo này, anh em nhìn, đấy, được chưa ạ? Zin thì không dám, nhưng mà thôi anh em nhìn quả đầu bò uy tín chưa? Đấy, gọi là quá uy tín luôn, khô ráo, khô đét thế này, không có thảy dầu, thấm dầu. 9 triệu nhá, bác nào quan tâm những chiếc xe lai thồ, lai hàng đi kiếm tiền về cho gia đình, cho công việc của mình thì đây là lựa chọn cực kỳ phù hợp. Hàng nó rất là bền, tiết kiệm nhiên liệu. 9 triệu được cái máy anh em ạ, thì quan trọng thôi anh em đừng riêng đã là xe chở hàng, đừng quan trọng hình thức cho em. Có một chút đấy thôi, thực ra là em nói thật là có 200 nghìn nữa là bên em chuyển xong, nhưng mà do thời tiết nên là không làm kịp được. Rồi. Thôi nhưng mà thôi cứ lên sóng thì biết đâu lại có anh em thích. Ra ga tính máy lên. Lắm, máy ngon thật sự đấy. Wow, ok luôn. Ra tiếng một. 8.500.000. Anh ơi, xe nó mỏng lắm, thật sự mua rất khó. Bác đi từ Bắc Ninh xuống đến đây vần vò cũng khó. Bác lại bảo là khách quen đi xa, các chú lại vần anh thì anh này không được đồng công. Đấy là thôi thì lại phải cố cho đầu bán, thì anh em đầu mua cũng cố lên. Còn mấy trăm nữa, nó là sản phẩm cũng không còn nhiều đâu. Những chiếc đờ gym lùn có những thời gian em thấy khách hỏi rất nhiều. 9 triệu nhá, anh em nào quan tâm thì liên hệ chốt sớm nhất đi ạ. Vâng, nhắc lại. Anh em nào đang chốt 8 triệu rưỡi rồi. Rồi, nhắc lại cái da máy trước ạ. Rồi. Anh em nên cân đối nhá. Da máy nó còn đầu bò đẹp, đúng không ạ? Đấy. Vâng. Rồi, càng các bác nhìn được chưa? Cái phần khung sườn ấy em đang muốn truyền đạt với các bác cái phần nhũ với khung sườn. Đấy. 9 triệu anh Nguyễn Lam ạ. 9 triệu nha anh em. Bên kia nữa, da máy bên kia nữa, đẹp không? Các bác nhìn thấy đẹp không? Đấy. Cả càng trước càng sau nhá, chả có gì mối mọt hay là thủng điếc gì cả. Đây càng sau này các bác nhìn này. Đấy, cái đường càng sau này, đấy, hay là càng ở trong này, đuôi này, đấy, ngang này. Chả lỗi lầm gì lườn này. Được, có đẹp thì em không dám nhận. Nóc gầm thì có vừa báo rồi, thủng rồi nhưng mà thôi nó anh đang anh làm đặng. Nếu mà anh mà cứ tâm mừng thế này là em lại chặn anh đấy, tại vì là anh này rất là tiêu cực, tại vì bản thân bọn em buôn bán nó là hàng ngày em livestream trực tuyến, thế là anh cứ bảo em đi lừa đảo. Rất là khó cho em anh nhá. Nếu mà anh
thêm nửa tiền nữa làm con quay mới đét anh Tạ Mạnh. Rất là nhiều ạ. Nửa tiền đấy anh Tạ Mạnh ạ. Vâng, một nhân đôi đấy. Thêm tưởng thêm mấy triệu anh làm câu thêm nửa tiền nữa. Cao anh thêm nửa tiền nữa, bây giờ anh lại còn đăng ký nữa, về quay nó hơn 20, so sánh nó rất là khó. Gym lùn này là lai thồ, anh lấy con quay về có thể anh chạy mấy tháng mấy năm, nhưng nếu là lai thồ nó tạ không chắc đã bền bằng gym lùn đâu. Anh em nào trong nghề có thể chia sẻ hoặc đã từng trải nghiệm gym lùn có cho em ý kiến giúp em. Thì với cái mức này nó phải dành cho những anh em bỏ qua về hình thức một chút, tập trung vào cái máy, cái công năng dịch vụ nó mang lại cho mình. Thì anh mình sẽ đến với những chiếc này nó dễ. Anh ạ, em không đôi co nhưng mà vấn đề là anh nói cái gì nó phải chuẩn sự chắc thật. Ở TikTok anh à? Biết, anh biết thì anh cũng nói, còn nếu anh không biết tất cả toàn bao nhiêu anh em trên... Hiện tại là em đến trên đầu ngón tay bên TikTok là đang là gần 400 anh em. Rồi. Bên fanpage của em. Hai bên gần là... hơn 400 rồi. Vâng, gần 500 anh em nữa, 1.000 người gần... À. Một thời là những bác ở Hải Phòng đúng không ạ? Em nhớ cái dòng Gravita này phải đúng anh em ở Hải Phòng gọi là đam mê phải rồi. Mà đúng biển Hải Phòng, đúng biển 15 em mới nhớ, đúng biển 15. Đấy. Thực ra những cái dòng 15 Yamaha anh em được đấy, hàng nhựa được đấy các bác ạ, nhựa nó rắn nó đều này mà đúng không ạ? Đây, nhũ này, vành này, vành đúc nữa, gầu này, vành xịn này các bác nhìn này, vành này. Đấy. Nó có cái G nhá, có cái G này, càng zin này, đúng không ạ? Đấy, còn máy thì thôi, máy thì thực ra những cái chiếc nó tầm tiền hợp lý thì nó chỉnh thì cũng khó tránh được anh em nhé, có chỉnh đầu rồi. Đấy, được cái là sơn nhựa này rồi. Đấy, vì một số các bác Hải Phòng hoặc là anh em chơi sưu tầm ấy thì sẽ hỏi chi tiết, nhưng mà để cái tầm tiền em tí em sẽ trao đổi cái tầm tiền nó hợp lý thì hợp ngon là được, chất là được đúng không ạ, đồ nó sáng nó đều là được. 2012 các bác thấy đúng không ạ, càng ra máy đều còn nguyên bản đây, từ những cái để chân nguyên bản của Yamaha các bác thấy nó sang không. Đấy, xe nó có gập ra gập vào. Đây là dán nhá, hàng là sơn zin, nhựa zin, nhưng mà chủ đang dán một cái lớp, chưa hiểu là có dán bóc ra chưa cơ. Bóc rồi em ạ. Bóc rồi đúng không? Rồi, rồi còn nguyên mà sơn nhựa zin, thụt ti dầu này, thụt ti dầu này, hộp xích này. Đấy. Hàng nó đồ nó zin nó đều, zin nó đều các bác nhá. Gravita. Vâng, dọn dẹp xong xuôi. 15C1-35547, quay nốt cái mặt trên, đấy, rất là cứng cáp anh em nhá. Đấy anh em nhìn yên áo này. Bên mặt trên này đi một vòng ra mặt trên này. Tem mát vẫn còn nguyên zin anh em ạ. Đây Gravita tem mát vẫn nguyên zin. Thuộc cốc dầu. Đấy, bô beo này, bán càng. Ôi, ra đồ. Máy vẫn yêu nhỉ. Ôi yêu mà, đồ đều thế nhỉ. Nắp hình trang quay lại chi tiết cái phần nhựa này. Ô nhựa zin này các bác này, nhìn các cái nhựa chi tiết này, nhựa zin đẹp không ạ? Đấy, hàng zin các tai lườn lóc này. Bạn ơi, để bao nhiêu tiền bạn ơi? Mua 64.500. 64.500.000. Trước Gravita, anh em nào quan tâm 8.200.000, bất ngờ chưa ạ? Vành đúc nhá. Đấy, bản Gravita mà lại tận đời 22. Bình thường dòng đời 208 thôi là đời thấp, trước này đời cao. Anh em nghe máy này. Kể cả đấy xe tư anh em có thể thấy, chưa bao giờ làm anh em mình dân chơi xe thất vọng. Máy cực ngon, cực đanh. Đúng rồi. Riêng Hải Phòng là Gravita, nhất là cái dòng V7. Quay họ không thích đâu. Đúng không ạ? Quay gym thực ra cũng bình thường. Đấy, gym thì bình thường, nhưng Gravita nhiều luôn. Có thể là V7. Dòng Gravita nó chịu được nước muối ở biển thì sao, đúng không ạ? Em nghĩ anh đoán như vậy. Phạm Văn Hảo. Đấy, em biết muốn là mua phải con không? Này. Chứ dòng Honda thì cái dòng nước muối chưa chắc đã tải được. Anh em biết rồi. Hay dụng. 8.200.000, vâng. Chốt luôn đi anh ơi. Máy thì anh em nghe tiếng được chưa? Có gì mà chê? Một tí dầu, nhìn sơn nó còn. Đúng rồi. Nhưng mà nhìn nó mới bóc qua nên nhìn nó hơi ảo. Vâng. Anh em nào muốn chốt ở bên TikTok ấy mà có thể vào trang cá nhân, mọi người lấy số điện thoại. Bò, đầu bò thì khô ráo. Anh em báo gặp mọi người nhé. Thụt được này, ồ thụt ngon luôn. Zalo. Ngon luôn, ồ chất lắm. Anh em là con Hải, máy tin cơm. Không anh nhá. Vâng. Mà được cái đồ chất đầu bò khô mà. Đây anh quay lại đầu bò này, có bác nhìn. Nếu mà là dân mới thì nhìn đầu bò nghĩ máy zin đấy. Nhưng mà thôi em cứ thẳng thắn cho nó thật. Anh em mới có thể yên tâm là nó ốc nó có mép nhá. Ốc nó có mép, một ốc bên này, hai ốc bên này có mép, hai ốc bên này dỉ luôn. Hàng nó đẹp này, chạm đầu thôi chứ còn đây ốc cơ đây, em anh đây quay vào ốc cơ này, anh em nhìn các cái viên ốc này đẹp không, đấy đồ dòng xanh da máy này là còn này, khít này cái nhựa nhá, ấn tượng cả cái nhựa nó khít quá cơ đấy, em còn giật mình nên không biết là tưởng làm lại nhựa hay như nào. Hóa ra là họ mới bóc ni lông ra, đâm ra là cái lớp nhựa nó nhìn nó chứ màu đỏ mà sau 5 tháng mà được như này là rất ưng ý đấy ạ. Đó ạ, 8.200.000 thôi. Dòng máy giờ cũng không có nhiều đâu em. Đúng rồi ạ, nó không nhiều đâu. Dòng này giờ Gravita đi đâu hết rồi. Đã, em ơi đi thêm.